Rồi, chào tất cả mọi người đến với video mình nha. Đây, hiện tại thời em đang tẩy cái bộ chiếu gõ này nha. Bộ này thì tẩy xong rồi, bây giờ đang dội nước cho nó mất cái lớp tẩy đi nha. Cái này là hàng bìa anh em nhé. Cái này là hàng bìa này. Anh em có thể nhìn thấy đầu văng đó đây. Đây hàm bìa rất là đẹp luôn. Nói chung thì hàm anh em cũng quay chi tiết hàm mộc cho anh em luôn nhé. Nên là anh em nào mà mua hàm thì không cần phải lo về vấn đề là hàng ghép hay là vá hay là chắp gì hết ạ. Đây là quay chi tiết hàm mộc cho anh em luôn ạ. Nói chung thì nếu mà anh em mà mua hàng đó nha, thì nhiều lúc thì có bộ thì em có hàng mộc, mà có bộ thì em không có hàng mộc. Nếu mà bộ mình có hàng mộc thì em sẽ gửi video hình ảnh cho mọi người xem chi tiết để mọi người tham khảo nhé. Bởi vì nói chung thì hàng em bán thì em sẽ báo tất tật về kích thước cũng như là lỗi và tất tật luôn. Thì nói chung thì khi mà em quay lên trên YouTube thì em sẽ báo lỗi, nói chung thì em sẽ quay sơ tổng quan thôi. Còn anh em mà nếu mà thiện chí kết bạn qua Zalo thì quay video em sẽ báo lỗi cho anh em nhé, báo lỗi tổng quan cho anh em nhé. Hàng này thì nói chung thì nó hầu như rất là đẹp luôn rồi, hàng bìa anh em ạ. Giác thì nó còn dính một xíu thôi, mà cái giác cái loại này thì anh em xài là không phải lo, bởi vì giác nó chỉ có dính một xíu nên là em sẽ làm kỹ cho anh em luôn, và anh em xài là chỉ có xài thôi. Đây hàng văng rất là đẹp luôn. Thì kích thước bộ này nó đang rộng là 2m nha. Rộng 2m, dài 20. Và dài là 3m6. Bộ này thì khá là to luôn. Đây đầu nữa này. Đây, rất là đẹp luôn. Rộng 2m. Đây cạnh nó này, anh em có thể nhìn thấy cạnh nè, cạnh là liền khốn 100% nè. Anh em mà nếu mà quan tâm thì kết bạn qua Zalo là 0333388719 nhé. Còn cái này là hàng, đây là quay hàng mộc cho anh em xem, anh em có thể tham khảo nha.